bộ phim Ly Nhân Tâm Thượng. Tập 3. Tốt lắm. Chiêu thứ 9 Bình Sa Lạp Nhãn này cô làm được rồi. Thật sao? Vậy mau gọi sư huynh tới đây, bọn con tỉ thí xem sao. Đồ hiếu thắng. Vì luyện chiêu thứ 9 này mà con không ra khỏi cửa cả tháng rồi. Nhưng sư huynh đã hứa với con, chỉ cần đánh thắng huynh ấy, huynh ấy sẽ đồng ý với con một yêu cầu. Chắc sư huynh con không có thời gian tới đâu. Sư huynh con thành thân rồi. Cái gì? Thành thân? Bao giờ vậy? Trong thời gian con bế quan luyện kiếm đó. Vì sư đã dặn dò bọn họ không được vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới nếp nếp của chúng ta, trở thành kiếm khách hàng đầu của Nam Tang được. Ai thèm làm kiếm khách hàng đầu chứ? Sư phụ, ngài hại chết con rồi. Người đâu? Chuẩn bị xe tới tiết phủ. Cao quá. Cao thật đó. Công chúa, người định leo lên thật à? Lên chứ, nhưng nếu ngã xuống sẽ đau lắm. Đau, đau thật mà. Chúng ta vẫn nên về thôi. Quốc sư nói phải, đã tới thì sống yên ổn. Yên ổn cái gì chứ? Ta bị dây trong cung hơn 10 năm rồi, ta không muốn bị nhốt ở đây nữa đâu. Công chúa, cẩn thận. Công chúa, cẩn thận đấy. Coi chừng đó. Lên đây nào. Có cần ta lên với cô không? Công chúa cẩn thận. Tiết tướng quân, hay là ngài cũng lên hóng gió đi. Phong cảnh trên này đẹp lắm. Bổn tướng quân ở tiết phủ bao năm, chỉ từng thấy hồng hạnh vượt tường, chứ chưa từng thấy người nào trèo qua tường. Công chúa cẩn thận. Xem này, ta vẫn chưa ra ngoài đó thôi. Công chúa chờ đã, để ta giúp cô. Đa tạ bạch tiên sinh, để ta giúp cô ấy tránh đường nào. Đừng cử động mà. Xem cô đi, mặc đồ của thị nữ, đầu bù tóc rối, mặt lộ hung quang. Sao mà xứng với những chữ cô biết chứ? Ngài không thích thì cứ bỏ ta đi. Ta đang có ý này. Thật à? Nhưng bổn tướng quân ghét nhất là tác thành cho người khác. Bạch tiên sinh, phái thêm người trông chừng công chúa cho ta. Bao giờ cô ấy nhận thua thì để cô ấy xuống. Dân tướng quân. Tiết tướng quân vẫn không cưới hỏi. Giờ cưới một công chúa bệnh tật, đây chính là bệnh chung của nam nhân. Thường xót thương cho mấy cô nương liệu yếu đào tơ. Nếu tiểu thư muốn níu kéo tướng quân thì phải hạ mình, học theo người ta. Nhắc tới công chúa này là ta lại tức. Lợi dụng thời cơ cướp tình yêu của người khác. Tức chết đi được. Chờ chút. Nếu ngài không thả ta xuống, ta sẽ nhảy xuống. Nếu ta ngã bị thương, ta xem ngài giải thích thế nào. Được, cô nhảy đi. Vừa hay không ai biết cô tỉnh rồi. Cô ngã gãy tay gãy chân, đỡ mất công ta gọi người trông cô. Ta nhảy thật đấy. Nhảy đi. Tức chết đi được. Hóng gió chút. Ta nhảy thật đấy. Mời công chúa. Ta nhảy. Ta nhảy thật đấy. Công chúa, công chúa. Sao thế gian này lại có cái ôm ấm áp thế này chứ? Thậm chí ta còn nghe thấy nhịp tim vững vàng của huynh ấy. Cô nương bỏ tay ra được chưa? Mạo phạm rồi. Tướng quân, cô ấy ngã rồi. Cô ấy không biết võ công, sẽ bị thương đấy. Để ta vào ngồi xe ngựa của cô một lát. Nếu cô không cho ta vào, ta sẽ chết chắc đó. Chặt quá. Đa tạ. Ta nói cô sắp kỳ chết ta rồi. Xin lỗi. Đi xem sao.
Sao rồi, người đâu? Tướng quân, không thấy công chúa đâu nữa. Đi tìm đi. Vâng, tướng quân. Đa tạ nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Nếu không có nữ hiệp cứu giúp, ta đã chết mất rồi. Đa tạ. Không có gì. Cô nói cô bị bắt nạt. Bên trong bức tường kia là phủ tướng quân đó. Cô hầu hạ Tiết Diệu hay là Tiết lão phu nhân? Cô rất quen với Tiết phủ sao? Hồi nhỏ ta thường tới đó chơi. Trong phẩm cấp y phục của cô thì chắc là thị nữ hầu hạ nữ quyến nhỉ? Không sao, đừng sợ. Tuy quan hệ giữa Tô phủ và Tiết phủ không còn như trước, nhưng Tiết lão phu nhân vẫn còn nể mặt ta chút ít. Đến lúc đó ta xin giúp cô. Không cần, không cần đâu. Ta không hầu hạ Tiết lão phu nhân. Vậy chẳng phải nữ quyến trong Tiết phủ còn cô công chúa kia thôi sao? Ta hầu hạ công chúa đó. Mất nửa ngày trời để cứu kẻ thù. Xuống cho ta. Đại hiệp, cô cho ta đi xa thêm chút nữa đi. Nếu ta xuống ở đây, ta sẽ bị công chúa bắt mất. Vậy kẻ khốn kiếp đẩy cô từ trên tường xuống chính là công chúa. Đúng vậy, cô thấy rồi chứ? Cô ta đặt ta lên bờ tường rồi đẩy ta xuống. Nếu không phải có nữ hiệp ra tay trượng nghĩa, ta chết mất rồi. Trời ơi, trên thế gian này lại có nữ nhân ác đến thế. Biết người biết mặt, không biết lòng mà. Nữ hiệp, hay đến ngã rẽ đằng trước. Cô thả ta xuống đi. Không phải gấp. Hay cô kể cho ta thêm chút chuyện về công chúa đi. Chuyện gì? Bốn nữ hiệp và công chúa, ai đẹp hơn? Nữ hiệp xinh đẹp. Đẹp ở chỗ nào? Chỗ nào cũng đẹp. Cho ta xuống ở đằng trước đi. Không phải gấp. Lát nữa ta tới Tiết phủ. Đến lúc đó cô đưa ta đi tìm công chúa kia. Tìm được cô ta, ta sẽ cho cô đi. Không được. Ta vẫn nên đi thôi. Nhanh lên cho ta. Chỉ cần ngựa chạy không chết thì cứ chạy cho tới chết đi. Tô tiểu thư, trong phủ có chút chuyện. Lão phu nhân không ở nhà. Không sao, ta nhớ bánh bao quế người làm rồi. Được, ta đi nói với tướng quân. Cô ăn đi, không đủ thì gọi thêm. Cô trốn trong đó làm gì? Đi tìm công chúa với ta đi. Nữ hiệp muốn tìm công chúa làm gì? Ta phải vạch trần bộ mặt hồ ly của cô ta. Nữ hiệp chờ chút. Để ta xem giúp cô công chúa có đó không. Cô cứ ngồi đây một lát đi. Đi đi. Được. Công chúa, đáng sợ quá. Đào Đào, bây giờ em vào phòng lấy hết bàn ghế trương hầm ra để chặn cửa. Nhất định đừng để cô ta vào. Cô ta, ai cơ? Không kịp giải thích, đi mau lên. Dân dân, đã kiểm tra xe ngựa ở gần đây chưa? Kiểm tra cả rồi, nhưng không phát hiện kẻ nào khả nghi. Trừ cái đó. Trừ gì? Sư huynh. Sư huynh, ta nhớ huynh chết đi được. Sư muội, sao muội lại tới đây? Ta muốn nói, ta học được bình xa lạc nhãn rồi, có thể tỉ thí với huynh rồi. Tỉ thí thì thôi đi, ta còn chuyện khác phải làm. Kim quán huynh không tới, ta hẹn huynh huynh không ra, huynh có ý tránh ta.
Níp níp, sau này mua đừng tới Tiết Phủ nữa. Tại sao? Vì con hồ ly tinh kia sao? Không liên quan tới người khác. Ta biết lòng huynh quán hận cha ta. Trước đây Du cáo nhà huynh có ý đồ đẩy Tiết Mộ ca ca vào cung làm con tin, nhưng đâu có liên quan gì đến ta. Thôi đi, ta đã nói hết những gì cần nói rồi. Huynh trưởng, ta không cho phép huynh đi. Chúng ta đã nói rồi, chỉ cần ta luyện thành công Bình Gia Lạp Nhạn thì huynh sẽ thi đấu với ta. Sao giờ huynh nuốt lời? Huynh xem, rõ ràng huynh không dám nhìn thẳng vào ta. Thực ra trong lòng ta biết, chắc chắn huynh cũng buồn giống như ta vậy. Thực ra, Tô tiểu thư, đương nhiên tướng quân cũng khó chịu. Cây này ngày ấy dạy công chăm sóc 3 năm mới tươi tốt, cô dứt khoát chặt một nhát. Bao nhiêu tâm huyết của ngày ấy, cô nhìn xem, tướng quân đau lòng biết bao. Huynh trưởng, trong lòng huynh, ta còn không bằng đám cây cối bỏ đi kia sao? Chém ta ngươi, ta chém sạch ngươi. Chém sạch ngươi, ta chém sạch ngươi. Chém sạch. Ta sẽ không từ bỏ đâu. Tướng quân, ngài không sao chứ? Ta không sao. Công chúa, ta đến rồi đây. Ai thế? Thiếp thân thỉnh an tướng quân. Cô còn biết quay về à? Nói đi, ngoan ngoãn nói thật. Ai đã tiếp ứng cho cô? Hai người đã tính toán từ khi nào? Tướng quân đùa gì thế? Sau khi ta ngã xuống thì đụng phải Tô cô nương. Ta và Tô cô nương nói được dăm ba câu thì ta cũng về luôn. Cái đó, Tiết Phủ là nhà của ta, là nhà của ta. Đi đến đâu cũng nhớ nhung nó, nhớ nhà. Công chúa, giờ không phải lúc nịnh hót. Nếu cô không chịu nói thật, chỉ sợ... Ta đã nói rồi mà. Sao mọi người không tin ta? Cô có biết bao nhiêu người phải đi tìm cô không? Xem ra ta đã quá nhân từ với cô rồi. Bạch tiên sinh, đã chuẩn bị xong đồ ta bảo chưa? Tất nhiên đã chuẩn bị xong rồi. Mấy người định làm gì? Mang ra đây. Nói ngài nghe, ngài thả ta ra. Nếu ngài không thả ra, ta hét cứu mạng đó. Cứu mạng, cứu mạng, cứu, cứu. Còn hét không? Không hét nữa. Còn chạy không? Không chạy nữa. Ta không tin miệng của cô, càng không tin chân của cô. Ngài muốn làm gì? Làm gì đấy? Ngài coi ta là cún con à? Đây là chuông đeo chân mà Tây Chiêu dành cho phạm nhân. Từ nay về sau cô chạy đi đâu, ta cũng có thể tìm cô. Trước khi cô chịu nói thật, ta sẽ không thả cô đâu. Ta cho cô thêm một cơ hội nữa, hãy tự mình trân trọng đi. Tướng quân, trong cung đưa thư tới. Biết rồi. Tướng quân, phía là đại nhân có tin gì không? Hoàng thượng đang dùng sức điều tra thích khách, vẫn chưa có kết quả. Là kích nghi ngờ thích khách là kẻ thù của công chúa.
Nhưng kể từ khi từ Tinh Thần trở thành Thuận Dương, hậu cung này cũng chỉ có Tô Quý Phi mới dám đối đầu với Sơ Nguyệt Công Chúa. Có lẽ cũng không phải kẻ thù. Đám thích khách này vô cùng quen thuộc với địa hình trong cung. Lúc giao thủ với chúng ta phát hiện họ không hề có ý định giết Sơ Nguyệt. Tướng quân, ý ngài là có thể công chúa và thích khách là cùng một phe? Luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Con người Tư Sở Nguyệt này cả người đều tràn ngập kỳ lạ, không điều tra rõ, trong lòng ta không yên được. Vậy rốt cuộc là phải làm sao mới khiến công chúa chịu nói thật? Cũng không phải không có cách, nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng khác. Chuyện gì? Đoạn chân gãy này nếu còn không nối lại, sợ rằng không sống được. Tướng quân, ngài đối với đám hoa cỏ này đúng thật là lòng người dễ đổi, hoa cỏ khó rời. Còn nửa tiếng nữa thôi là ngủ được rồi. Mỗi ngày ta đều thức đêm thế này, người Tiết gia thật sự sẽ không phát hiện ra điều bất thường sao? Rõ ràng người ta có thể thoát ra ngoài. Chôn hết chân tay đã gãy xuống. Tướng quân, đám chân tay gãy này chôn ở đây thích hợp hơn. Chôn càng xa càng tốt. Đám chân tay này mục nát rồi thì hoa nở bên trên càng rực rỡ hơn. Nửa đêm họ đang chôn thi thể đấy à? Chẳng trách qua trong Tiết phủ lại nở đẹp như vậy. Quá ra phía dưới đều là mạng người. Đây mà là đoạn đầu đài cái gì chứ? Rõ là ngôi mộ tập thể mà. Nếu ta không cho hắn được đáp án hắn muốn, có khi nào hắn cũng chôn ta luôn không? Tướng quân, đầu kia vẫn chưa đứt hẳn, hết cách cứu rồi, trực tiếp chặt đứt đi. Trời ơi, lẽ nào họ đang... Cô tên Sơ Nguyệt đúng không? Sau này sẽ trồng hoa nguyệt quế trên mộ cô nhé. Bạch tiên sinh, ngươi xem có phải công chúa lại nằm mơ rồi không? Hay là dùng châm vàng chữa cho công chúa đi. Được. Không cần. Chào mọi người. Tham kiến công chúa. Tỉnh rồi à? Ta vẫn ngủ tiếp được. Tướng quân, ngài ra ngoài trước đi. Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì trả lời đi. Trả lời gì? Không phải. Có gì từ từ nói. Động tay động chân gì chứ? Ngài đừng tưởng ta sợ ngài. Nói ngài nghe, ta biết hết bí mật của ngài đấy. Nếu ngài còn ép ta, ta sẽ... Ta chắc chắn sẽ không bảo vệ được bí mật của ngài. Tốt lắm. Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi. Đó là mạng người cả đấy. Ngài sẽ không yên lòng nổi đâu. Mạng người. Mạng người. Chết rồi thì nên được nhập quan an nghỉ. Dù những người đó là do ngài giết hay người khác giết, ngài cũng không nên chôn họ trong giường của mình. Hơn nữa, cũng có rất nhiều cách xử lý. Ngài hạ đao xuống đi. Ta lập tức giới thiệu sư phụ chăm sóc người hoa viên cho ngài. Tướng quân, chúng ta hạ đao xuống đi. Từ Sơ Nguyệt, đầu cô chứa cái gì vậy? Đợi đã, đừng có dùng tay giết người chạm vào ta. Tránh xa ta ra. Sao lại như vậy? Tóm lại trước khi gặp ngài, ta vẫn còn tưởng tương lai rộng mở. Nhưng sau khi gặp ngài, trong đầu ta chỉ còn hai chữ. Chữ gì? Giữ mạng. Vậy thì dễ xử lý rồi. Tại sao? Xử lý cô.
Ta không nói nữa là được chứ gì? Thả ta xuống. Hỏng rồi, hỏng rồi. Giờ đến nơi quan vắng phanh thay sao? Phu quân, ngài nói xem. Lao kiếm nhiều lần như vậy còn dắt ta ra ngoài, có gì không thể nói luôn sao? Làm gì vậy? Ê, là có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạch tiên sinh, làm theo kế hoạch ban đầu. Dân tướng quân. Có thích khách, có thích khách, có thích khách, có. Có thích khách. Thành thật trả lời, bằng không thì mũi tên này không có mắt rồi. Nói ta nghe, trước khi cô đến Tiết phủ, hoàng thượng đã dặn dò gì? Nếu ta mà nói được thì đồng ý gả cho ngài chắc. Vậy có phải cô quen biết đám thích khách đó không? Thích khách, thích khách. Quen biết thì gọi là đồng bọn. Nếu như ngài nói thế thì ta không căng thẳng nữa. Hôm đó cùng Kim Tước có nhiều người đến như vậy, cô lại là một nữ nhân, sao lại trốn ra ngoài được? Chuyện này ấy à, nói ra thì có chút phức tạp. Nói chung giấc mơ của ta khác với người thường, ta có thể thấy được tương lai. Hôm đó ta nằm mơ thấy trước kẻ xấu, cho nên ta nói năng bậy bạ. Ta nói thật ngài lại không tin. Rốt cuộc ngài muốn sao đây? Lời cô nói là thật sao? Chẳng lẽ không ai giúp cô sao? Tức không có. Nhất định không được để Tiết Diệu biết đến sự tồn tại của ân nhân. Ngày ấy dứt kéo vào phụ hoàng, còn là tội phạm truy sát nữa. Nói thế thì ta có mắt không biết Thái Sơn rồi. Đánh bậy đánh bạ đều do vận khí tốt. Tại hạ có tội, làm công chúa quản sợ. Ngài điên rồi sao? Công chúa, nhớ ra gì chưa? Ngài vì bắt thích khách lập công mà không thiết hy sinh một tính mạng sao? Tướng quân, ngài muốn làm vậy thật sao? Cô ta liên tục nói dối, ta không thể không ra hạ sách. Người bị dạy hư như cô ta, có lẽ tính mạng mới là quan trọng nhất. Công chúa, người đừng nhúc nhích, tránh tướng quân làm người ngộ thương. Sao ngài lại là người như vậy? Nhân lúc ta hôn mê, ngài lại cưới ta. Cưới ta xong lại đối xử với ta như vậy. Chẳng lẽ ta tội lỗi khắp người sao? Được, ngài muốn giết thì cứ giết. Hãy subscribe.
Mày muốn ta té chết sao? Thả ta ra. Ta sợ nhất nữ nhân khóc. Nếu như nước mắt cô khô rồi thì chúng ta về. Ngài dẫn ta ra ngoài chỉ vì chuyện này thôi sao? Không phải. Vậy thì là gì? Đi dạo. Đi dạo. Ngài lấy ta làm thú vui còn chưa đủ sao? Cô tưởng ta muốn vậy sao? Lúc xưa ta đối xử với tù binh Tây Chiêu cũng không đến nỗi như vậy. Còn cô liên tục nói dối, bắt ta phải dùng biện pháp mạnh. Tại sao ngài lại muốn tìm được thích khách như vậy? Đó là manh mối duy nhất của ta. Ta không muốn kẻ xấu tiêu diệt ngoài dòng pháp luật. Chẳng lẽ hắn đang tìm chân tướng của thích khách không phải để lập công trước mặt phụ hoàng, mà là trừ gian diệt ác? Trên đời này thật sự có anh hùng như vậy sao? Có. Quả thật có ân nhân cứu ta. Nhưng người phụ hoàng muốn giết là ân nhân. Còn về đám thích khách đó, ta thật sự không biết. Ta không quen biết họ. Cho nên cô mới nói dối với ta. Không ngờ cô cũng là người có ân tất báo. Bỏ đi, không làm khó cô nữa. Xuống đây. Cô làm gì đó? Chính là mùi hương này. Họ bị hành thích đó. Ta ngửi thấy mùi hương này. Mùi gì? Mùi máu. Hôm đó vì ngửi được mùi này, ta mới cảm thấy gần đó có người. Lúc đó cô không nghĩ ta là thích khách sao? Trên người ngài có mùi này thì bình thường mà. Ngài thường xuyên chinh chiến ngoài xa trường, e là đã thấm trong xương từ lâu rồi. Vậy cô có cảm thấy khó chịu không? Không đâu. Ban đêm ở biên giới rất lạnh. Nếu như ngày đánh trận, hôm nào đó không ngửi được mùi này, e là máu đã lạnh rồi. Không về được Nam Tan. Ta lại nói sai gì sao? Cô rất khác với nữ tử khuê các khác. Ngài phụ trách đường đi dặn dặm, ta phụ trách mở ngàn quyển sách. Ngài cười rồi. Đoạn đầu đài cười rồi. Xem ra hôm nay sẽ không giết ta rồi. Đi thôi. Tinh thần. Tinh thần. Hoàng tỷ, sao đệ lại tới đây? Tiết tướng quân to gan thật. Hoàng tỷ vừa mới bệnh nặng, người không thông báo thì thôi đi, còn dẫn tỷ ấy đến đây chịu tội. Tướng quân phu nhân xen vào chuyện nội bộ, không biết Thuận Dương đến đây còn dẫn theo nhiều người như vậy là muốn làm gì? Dẫn tỷ ấy đi. Từ Sâu Nguyệt, cô sẽ đi theo ngài ấy sao? Tinh thần. Hay là không cần? Tướng quân, ngài cứ để công chúa Sơ Nguyệt về như vậy sao? Chẳng phải là dẫn cọp về rừng à?
Những chuyện cần hỏi cũng đã hỏi rồi. Cô ấy không có nguy hiểm gì cả. Giúp ta xử lý vết thương trước đã. Cái này ngon. Hoàng tỷ, tỷ ăn từ từ, đừng để nghẹn. Hắn không cho tỷ ăn cơm sao? Cuối cùng ta cũng an tâm ăn một bữa no rồi. Để không biết đó thôi. Mấy ngày nay ta sống trong lo sợ. Hắn thấy tỷ biến thân rồi sao? Có lẽ. Chưa nhìn thấy. Có lẽ. Tỷ cũng không biết nữa. Con người hắn lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt cả ngày không thèm nhìn đến tỷ. Tỷ vui lắm. Lúc trở nên xấu xa còn dọa tỷ đi động phòng. Giả lại còn. Chờ đã. Hai người động phòng rồi sao?